Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối và ghi âm vào bộ phát lại của toa EV20R. Trên tay tôi là bộ phát bản tin của toa EV20R với 4 bản tin đã có sẵn và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào đấu nối. Bước thứ nhất, ta sẽ cấp nguồn DC 24V cho thiết bị. Bước thứ hai thì mình sẽ kết nối từ đường layout của thiết bị vào âm ly. Như vậy là tôi đã đấu dây vào thiết bị. Đường H tương đương với màu đỏ là dương, đường C tương đương màu xanh tức là com. Đầu còn lại là đầu hoa sen, tôi sẽ đấu vào âm ly. Chúng ta bắt đầu thử loa, chúng ta sẽ xoay cái núm này về phía play. Nhà sản xuất cho ta 4 kênh 1, 2, 3, 4 thì trong đó là 3 kênh đã có sẵn bản tin. Chúng ta bắt đầu thử kênh 1. Kênh 2. Kênh 3. Như vậy là phần kết nối đã ok. Ngoài cách thử ở phía trước, ta còn có các đường ở phía sau để chập các tiết điểm lại. À, phía sau họ cũng tương đương là 1, 2, 3, 4, cũng cùng với nút phía trước. Sau đây ta sẽ thử. Bây giờ ta sẽ kích hoạt kênh số 1. Ta sẽ kích hoạt kênh số 2. Và kênh số 3. Sau khi hướng dẫn các bạn kết nối xong, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghi âm một bản tin bằng bộ mic của toa BM660. Đầu tiên ta sẽ cắm mic vào cổng kết nối thu âm. Đây là công tắc chỉnh mức tín hiệu, khi các bạn dùng mic thì sẽ gảy sang chế độ mic. Chúng ta bắt đầu ghi âm, các bạn sẽ quay núm điều khiển về chữ jack. Trước tiên chúng ta sẽ nhấn vào cái nút và kênh cần thu, ví dụ như kênh số 4. Khi nào đèn nháy dừng lại thì chúng ta bắt đầu thu. Alo alo, chúng tôi là Trung Chính Audio. Sau khi thu xong các bạn nhấn lại kênh 4 một lần nữa để tắt đi. Sau khi ghi âm xong, chúng ta sẽ quay về nút play để thử. Chúng ta bắt đầu thử lại bản thu. Alo alo, chúng tôi là Trung Chính Audio. Để xóa bản ghi, các bạn sẽ phải quay về nút đeo. Các bạn đang thấy 4 kênh đều nháy đèn, chứng tỏ là đều có bản tin. Bây giờ muốn xóa một bản tin nào đó thì mình giữ trong vòng 3 giây, ví dụ như mình xóa bản tin số 4. Khi nào đèn không còn nháy nữa, chứng tỏ là bản tin đã được xóa. Sau đây là một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Lưu ý thứ nhất, sau khi kết thúc cài đặt, các bạn nhớ điều chỉnh cái núm xoay về chế độ lock. Lưu ý thứ hai là các bạn chỉ thu được bộ phát lại tin nhắn này trong vòng 6 phút thôi. Lưu ý thứ ba là bộ phát lại tin nhắn này thường đi kèm với bộ hẹn giờ của toa. Tôi vừa hướng dẫn các bạn kết nối và ghi lại tin nhắn của bộ phát EV20R. Chúc các bạn thành công. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.